Xin chào anh em, hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc Winner X thế hệ đời mới nhất vừa đáp xuống tại shop hai bánh nha mọi người. Xe này odo chính xác của nó là 1.404 km. Mặc dù là một chiếc Winner X thế hệ mới nhất nè, được thay đổi khá là nhiều thứ mới mẻ ở trên cái xe này nha, nhưng mà nó vẫn thiếu đi một cái chi tiết để làm cho chủ xe có thể hài lòng về nó, chính là cái chuyện cần số hai chiều đó. Đối với lại cái cần số zin của nó thì nó chỉ có một chiều như vậy thôi nha mọi người. Vì vậy mà khi mà chúng ta mà mang dài á thì chúng ta bắt buộc phải sang số như cái kiểu này nè đó. Khi mà anh em mà sang số mà cái mặt dài á, nó cứ tiếp xúc với cần số như vậy hoài, lâu ngày nó sẽ bị hư cái mặt dài này. Nếu mà nó không hư thì nó cũng sẽ bị dơ, nó sẽ bị dơ dài của mình nè, nó rất là bất tiện. Vì vậy á, mà khách này ngày hôm nay qua bên mình để khắc phục cái vấn đề này bằng cách là anh muốn thay một cái cần số hai chiều cho cái xe của mình. Và đây sẽ là cái cần số mà anh sẽ thay cho xe của mình. Đây là cái cần số của X1R đó, dành riêng cho các dòng đời của Winner X sử dụng nha mọi người. Thứ nhất là phải nói về cái độ đẹp của nó cái đã. Chất liệu nhôm đó, nhợm màu đen cực kỳ đẹp luôn nha, tinh xảo từng chi tiết. Hay nhất là cái logo nè, thương hiệu ở đây sẽ được khắc laser trực tiếp nha. Cại đồ này kia sẽ không có bong chóc, bảo đảm là nó sẽ đẹp hoàn mỹ khi mà chúng ta sử dụng về lâu về dài. Thứ hai nữa là ngay cái vị trí này nè, cái vị trí mà chúng ta đạp số á, sẽ có một cái miếng cao su đó, cũng có cái logo thương hiệu X1R luôn, nhìn cực kỳ đẹp. Và cái hiệu năng mà nó làm tốt hơn cái cần số zin đó chính là ở phía đằng sau này nó sẽ có thêm một cái cần lẫy đưa lên như thế này nữa. Thì dùng để làm gì bây giờ ráp lên xe trước rồi mình sẽ cho anh em xem nha. Một dạng cần số bằng nhôm với kiểu dáng đẹp hơn và được thiết kế bởi X1R, nhưng mà cái cách ráp thì cũng tương tự như cái cần số zin thôi. Các bạn chỉ cần tháo những cái linh kiện bên dưới cái gác chân ra, sau đó là thay thế cái cần số này vào rồi bắt lại những cái chi tiết ốc đó, thế là xong rồi. Bên mình có thể lắp miễn phí công cho anh em khi mà chúng ta qua tận shop để chúng ta mua nha. Còn đối với lại cần số cũ hay bất kỳ một con ốc nào trên xe của các bạn mà tháo ra thì bên mình cũng sẽ đóng gói kỹ càng và trao trả lại cho khách hàng. Tiếp bước của công đoạn gắn cần số chưa dừng lại ở đây mà bên mình sẽ làm thêm 4 bước chăm sóc xe nữa cho anh em. Thì sẽ có là vệ sinh kính hậu nè, đồng hồ, tăng thắng, tăng sơn, tăng côn. Đó, vậy là chúng ta đã thay cần số xong. Anh em thấy cái công đoạn thay vô cùng nhẹ nhàng, dễ dàng luôn ha. Lắp là như zin luôn. Thì sau khi mà lắp xong này thì anh em thấy đó, cái độ hoàn thiện của cái chi tiết này nó sẽ đẹp hơn so với lại cái cần số zin trên xe nha. Đó, nó bằng nhôm nè, nó cực kỳ thẩm mỹ ở những cái góc cạnh này luôn. Vinh rất là thích cái cần số này. Ở một cái chi tiết nữa nè, đó, nó có thêm cái lẫy đằng sau. Thì đây chính là cái nhiệm vụ của nó. Thì khi mà chúng ta leo lên ngồi á, lúc mà các bạn mà chúng ta sang số á, các bạn mang dài thì chúng ta có thể đạp đằng sau này để chúng ta có thể sang số nè. Đó, nó sẽ tiện lợi hơn. Thứ nhất á, là thao tác nó sẽ dễ hơn nè. Thứ hai nữa là nó sẽ không làm hư cái mặt dày của chúng ta. Đó, anh em vẫn có thể móc số như bình thường nếu như mà chúng ta thích. Đó, còn nếu như mà anh em mang dài hay gì đó thì chúng ta có thể đạp đây, vẫn có thể móc được bình thường. Thì đối với lại cái cần số X1R này chúng ta sẽ có giá là 400k nha mọi người. Đó, thì đây là cái cảm nhận riêng của chủ xe sau 1.400k sử dụng chiếc Winner X thế hệ mới này. Thì ảnh đã cảm thấy mình cần có một cái cần số hai chiều như thế này để phù hợp hơn với lại cái phong cách chạy xe của mình. Còn đối với lại anh em thì như thế nào nè, cái cần số hai chiều này nó có hỗ trợ tốt cho anh em của chúng ta hay không? Anh em hãy comment bên dưới cho mình xem ý kiến của mọi người nha. Và nếu như những cái anh em nào mà chúng ta đi xe công tay cũng đang tìm kiếm một cái cần số hai chiều này, ví dụ như là anh em Winner nè, anh em Winner X nè, Exciter 150, 155 thì bên mình có đầy đủ cần số hai chiều dành cho những cái dòng xe đó luôn nha. Có thể ghé trực tiếp 18 chi nhánh của shop hai bánh của bên mình. Anh em có thể mua cần số, bên mình sẽ miễn phí công lắp cho anh em, cứ yên tâm. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng. Anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bởi mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Giờ thì Vinh 3 tuổi, xin chào và hẹn gặp lại.